Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ. Ông Nguyễn Tấn Dũng sinh ngày 17 tháng 11 năm 1949, quê quán thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, dân tộc Kinh. Chức vụ Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 6 dự khuyết. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 7, khóa 8, khóa 9, khóa 10 và khóa 11. Ủy viên Bộ Chính trị khóa 8, khóa 9, khóa 10, khóa 11 bí thư ban cán sự đảng chính phủ, thủ tướng chính phủ, đại biểu quốc hội các khóa 10, 11, 12, 13, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ học vấn cử nhân luật. Các phần thưởng: huân chương kháng chiến hạng nhất, hai huân chương chiến công hạng 3, sáu danh hiệu dũng sĩ, huân chương chiến sĩ giải phóng hạng 1, hạng 2, hạng 3, huân chương hữu nghị hạng đặc biệt của nhà nước hoàng gia Campuchia, huân chương Isala Tóm tắt quá trình công tác của ông Nguyễn Tấn Dũng như sau: Từ tháng 11 năm 1961 đến tháng 9 năm 1981, ông tham gia quân đội, làm văn thư, liên lạc, cứu thương, y tá, y sĩ, bổ túc chương trình phẫu thuật ngoại khóa của bác sĩ quân y và đã qua các cấp bậc chức vụ như tiểu đội trưởng, bậc trưởng, trung đội bậc trưởng, đại đội bậc phó, đại đội bậc trưởng, đại đội trưởng, đội phẫu thuật, đại đội trưởng và chính trị viên trưởng của đại đội quân y bí thư chi bộ đảng thuộc tỉnh đội rạch giá hiện nay là tỉnh Tiên giang ông đã tham gia khóa sĩ quan chỉ huy cấp tiểu đoàn trung đoàn bộ binh và đảm nhiệm nhiệm vụ thượng úy chính trị viên trưởng của tiểu đoàn bộ binh 207 bí thư đảng ủy tiểu đoàn và mang quân hàm đại úy làm chủ nhiệm chính trị trung đoàn bộ binh 152 ủy viên thường vụ đảng ủy trung đoàn ông đã tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới tây nam và giúp nước bạn campuchia khi ông mang quân hàm Thiếu tá, ông là trưởng ban cán bộ, là phó bí thư Đảng ủy phòng chính trị thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang. Giai đoạn từ tháng 10 năm 1981 đến tháng 12 năm 1994, ông tham gia học trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc ở Hà Nội và lần lượt qua các chức vụ: tỉnh ủy viên, phó ban tổ chức tỉnh ủy Kiên Giang, ủy viên thường vụ tỉnh ủy Kiên Giang, bí thư huyện ủy Hà Tiên, phó bí thư thường trực tỉnh ủy Kiên Giang. Ông cũng đã đảm nhiệm chức Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Bí thư tỉnh Kiên Giang rồi làm Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh, Đảng ủy, Đảng viên quân sự quân khu 9. Vào tháng 6 năm 1986, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng, ông Nguyễn Tân Dũng được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng. Vào tháng 6 năm 1991, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 của Đảng, ông Dũng được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Từ tháng 1 năm 1995 đến tháng 5 năm 1996, ông là thứ trưởng Bộ Công an, Đảng ủy viên, Đảng ủy Công an Trung ương. Tháng 6 năm 1996, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của Đảng, ông Nguyễn Tấn Dũng được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương Đảng và được Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị. Từ tháng 6 năm 1996 đến tháng 8 năm 1997, ông Dũng là trưởng Ban Kinh tế Trung ương và phụ trách công tác tài chính của Đảng. Tháng 9 năm 1997, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 10, ông Nguyễn Tân Dũng được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Từ tháng 9 năm 1997 đến tháng 6 năm 2006, ông Nguyễn Tân Dũng là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, kiêm nhiệm các chức vụ như Chủ tịch Hội đồng Tài chính Tiền tệ Quốc gia, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về các công trình trọng điểm quốc gia, trưởng ban chỉ đạo trung ương về đổi mới doanh nghiệp nhà nước, trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tội phạm, chủ tịch hội đồng đặc xá trung ương và trưởng ban chỉ đạo một số công tác khác. Từ tháng 5 năm 1998 đến tháng 12 năm 1999, ông Dũng kiêm thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và bí thư Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước. Tháng 4 năm 2001, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng, ông được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương Đảng và được Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị và tiếp tục với cương vị là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Ông là đại biểu Quốc hội khóa 10 và 11. Vào tháng 8 năm 2002, tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 11, ông Nguyễn Tấn Dũng được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Vào tháng 4 năm 2006, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng, ông được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương Đảng và được Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị. Ngày 27 tháng 6 năm 2006, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 11 ông được bầu giữ chức thủ tướng chính phủ. Ngày 28 tháng 7 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ và làm trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về chống tham nhũng. Tháng 7 năm 2006, ông Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, kiêm nhiệm các chức vụ trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về giáo dục, trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ, trưởng ban chỉ đạo xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, trưởng ban chỉ đạo quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, trưởng tiểu ban xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011 đến 2020. Tháng 1 năm 2011, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, Ông Nguyễn Tân Dũng được bầu lại vào ban chấp hành trung ương đảng và được ban chấp hành trung ương đảng bầu vào Bộ Chính trị khóa 11. Từ tháng 7 năm 2011 cho đến tháng 4 năm 2016, thủ ông Nguyễn Tân Dũng là Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam. À, trên đây là tóm tắt về quá trình công tác của Thủ tướng Chính phủ nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tân Dũng. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem.